sáng giờ cha không thấy mẹ với anh hai đâu hết. Rồi đâu con đi ngoài sau kiếm mẹ với anh hai coi có không? Dạ. Mẹ ơi, anh hai ơi. Ừ. Đi đâu mà không nói mình một tí nào chơi trời. Ủa, gì đây? Đâu? Để coi. Thư không? Gửi con trai của mẹ. Khi con đập được lá thư này thì mẹ và anh hai đã đi xa. Mẹ xin lỗi vì đã không nói cho con biết. Con ở nhà ngoan ngoãn, cố gắng học tốt, nghe lời cha nghe con. Cho con bánh mì nhé. Trời ơi, đi chợ mà cũng viết thơ vậy luôn hả? Nghe là khóc luôn rồi. Không rồi, bà của chú rồi. Bình thường chú không có gì chứ. Ổn rồi, chút nữa có bánh mì ăn rồi.